cái gì tản mạn VCS nội bộ tan rã, liệu Tinicun có cứu nổi giải ngân hà SBTC? Nghe cái tít nghe ghê thế, cà phê liên minh nghe tít ghê thật. Đây nội bộ tan rã, đây là tản mạn VCS này, nội bộ tan rã, liệu Tinicun có cứu nổi giải ngân hà SBTC? Nghe căng thật, nghe quả tít là thấy căng đét rồi đấy, tít cháy rồi đấy, nghe quả tít le là căng căng đét rồi đấy. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cà phê Liên Minh. Cuộc đua đường trường tại giai đoạn vòng bảng VCS mùa xuân 2021 đang đi đến những khúc cua quyết định. Ở tuần thi đấu gần nhất, GAM dù phải chạm trán hai đối thủ khó chịu, nhưng sau tất cả, đội tuyển áo vàng đen vẫn là những người nở nụ cười chiến thắng. Đáng chú ý, ở trận đại chiến SBTC và GAM, hai đội sở hữu lượng fan hùng hậu nhất VCS hiện tại. Nhưng đúng như Lê Vi nhận xét, trận đấu này thu hút không bởi lý do chuyên môn, bởi lẽ GAM đơn giản là ao trình hoàn toàn SBTC ở ván 1. Càng thế nhỉ, nghe càng thế nhỉ. Zeros có vô vàn lợi thế, nhưng lối chơi tự tin thái quá của Tam Kê khiến họ phải trả giá. Hiện tại, Cerberus và GAM là những cái tên đầu tiên chắc suất dự playoff VCS mùa xuân. Hai tấm vé còn lại hứa hẹn sẽ là cuộc đua tam mã giữa Sài Gòn Buffalo, SBTC và Team Secret. Tuy nhiên, sau màn trình diễn mờ nhạt của SBTC trước GAM, fan không khỏi thắc mắc liệu Dream Team có thể giành vé đi tiếp. Thậm chí đang có nhiều tin đồn xoay quanh chuyện SBTC đổ nguy biển. Ồ, nhớ đấy. Chính vì vậy, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này. Cà phê Liên Minh, cà phê nhân phẩm, cà phê tốc chiến và cà phê Valorant. Hãy subscribe vẫn cho Racing Boy, Racing Boy và người anh 1 tỷ. Nội dung mới nhất từ hệ thống của chúng tôi. Trước khi VCS mùa xuân 2021 bắt đầu, SBTC Esports được đánh giá là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch với đội hình gồm toàn những tên tuổi lớn của VCS. Thế nhưng kể từ giai đoạn lượt về, SBTC đã trình diễn một lối chơi đầy thất vọng. Đáng chú ý nhất là thất bại trước BTS và đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho vị trí trong top 4 là Secret. Lúc này, ẩn mật giáo chỉ cần một chiến thắng là có thể hất cẳng SBTC khỏi nhóm tham dự playoffs. Không chỉ các chuyên gia mà ngay cả những người theo dõi VCS. Nói chung là cũng căng đấy các ông ạ, cũng căng đấy. Của các thành viên SBTC. Tại vì ấy, nếu mà team mình mà thua thêm một game nữa thôi là coi như là toang rồi. Khi các thành phải cố gắng trong cái mùa này. Thể hiện sự khó chịu với nhau. Mà mấy bữa nay toàn trên 2k không à. Sau trận đấu với GAM, Celebrity bày tỏ sự chán nản rõ rệt trên livestream. Tương tự với xạ thủ của SBTC, Địa 1 cũng rất thất vọng với những pha xử lý của Zeros và Yijin. Tuyển thủ sinh năm 2001 bỏ ngỏ ý định ở lại SBTC bởi bản thân anh đang rất khát khao giành được chức vô địch VCS đầu tiên trong sự nghiệp. Trong khi đấy, chính ra thằng Địa là xui nhở, thằng Địa nó còn xui hơn cả em. À đâu, nó cũng xui như em thôi. Là từ khi mà đánh giải đến bây giờ, ngoài một cái chức vô địch của em ra là toàn hạng nhì, toàn nghỉ không à. Xong rồi đến cuối mùa giải Evos là hạng 5, xong cái nghỉ luôn. Chứ thằng Địa là mùa Evos là hạng nhì. Đó, xong rồi bắt đầu qua GAM là hai cái hạng nhì nữa. Ui, mẹ toàn hạng nhì không à. Rose và Yijin lại nửa đua nửa thật về việc chuyển sang toàn hạng nhì. Không chỉ người trong cuộc mà ngay cả Sop, thần rừng Việt Nam cũng đăng đàn lên tiếng để ý. Cụ thể, Sop đã có một dòng trạng thái ám chỉ thành viên đường trên nào đó theo đuổi hình tượng The Shy, tuy nhiên chưa tới tâm. Ngay lập tức, dư luận dậy sóng cho rằng Sop đang ám chỉ Zeros vì lối chơi giữa Zeros và The Shy có nhiều điểm tương đồng về sự hổ báo. Thêm vào đấy, Zeros cũng được nhiều người trong giới ví von là The Shy Việt Nam. Tuy ý tứ của Sop có thì toàn nhì đấy, Zeros, toàn nhì mà. Thái một cái, Việt Nam một cái, nhưng mà JBL là cũng hạng nhì. Bởi người đi rừng của Suning đã JBL cũng hạng nhì. Nhất là khi xong rồi về GAM mùa 2 là cũng hạng nhì luôn. Evot cũng hạng nhì, nói chung là 4 hạng nhì, 5 hạng nhì rồi. Và môi trường thi đấu chưa toàn nhì không à. Đã ảnh hưởng lớn tới phong độ. Mà đây lại là cái Zeros được cho là rất thiếu. Chính vì vậy, người hâm mộ càng có lý do để cho rằng Zeros là nhân vật chính của dòng trạng thái nêu trên. Thực tế, Sop cũng không phải người quá sống ảo và gần như nói không với những drama trong làng game. Nó nhìn Sop cưng đấy à? Vãi rồi. Và có lẽ việc Zeros đang có những màn trình diễn cũng đấy, nhìn Sọc trông cưng quá rồi. Nhìn trông như kiểu lớp 7, lớp 8 ấy mà không biết là thần rừng luôn, đỉnh thật. Nhìn như lớp 7, lớp 8 ấy mà thần rừng Việt Nam, à đâu thần rừng thế giới luôn rồi, Việt Nam gì nữa. Thi đấu thiếu tiếp tục đã khiến Sọc cảm thấy không hài lòng. Về phía Zeros, tuyển thủ này hiện tại đang gặp khá nhiều vấn đề.
Ngoài phong độ không tốt khi thi đấu, thái độ của anh cũng bắt đầu khiến nhiều fan của chính SPTC nóng mắt. Hôm qua trên team nguy cơ out top 4. Hôm qua trên team nói chung là anh ấy có nói nhiều, nói nhiều chứ. Trên 3K cơ mà. Bất kể là thắng hay thua. Và quả thực đúng như Sọp nhận định, thời điểm Zeros thăng hoa nhất trong sự nghiệp là khi anh khoác áo Phong Vũ Buffalo. Đó cũng là quãng thời gian mà Naun, một người chơi đường giữa sở hữu lối chơi thiên về di chuyển và hỗ trợ đồng đội, tương đồng với Rookie, cũng đạt phong độ cao nhất. Bộ đôi này thậm chí còn được đánh giá là những người chơi đường đơn có số má tại MSI 2019. Kể từ thời điểm rời Phong Vũ Buffalo trở về GAM, Zeros đã không còn là chính mình khi sự nghiệp của anh dần xuống dốc. Và bất chấp KPI solo kill vẫn được hoàn thành đều đặn, thì màn trình diễn của Zeros trong các trận đấu quan trọng trước GAM hay Team Secret vẫn không thể khiến người hâm mộ tin tưởng. Như vậy, không còn gì để các thành viên SPTC bào chữa cho thành tích tệ hại này. Lối chơi của họ quá rời rạc, họ thực hiện những tình huống xử lý ích kỷ, thiếu trách nhiệm. Xạ thủ No Way cũng đồng ý với quan điểm đấy. Đúng anh rồi. Không phải huấn luyện viên tệ, mà là người chơi tệ. Nếu các bạn bảo huấn luyện viên tệ là sai hoàn toàn. Chứ gì nữa. Ngay sau đấy, No Way bắt đầu phân tích lại ván đấu thứ hai và cảm thấy khó hiểu khi SPTC pick Aphelios. Vị tướng này rất thiếu cơ động, cần sự bảo kê của Thresh. Nhưng bên GAM đã cấm Thresh từ trước rồi. Kết quả Aphelios bị Galio và Rell dồn tới chết. Chưa kể kèo đi đường với Tristana gặp nhiều bất lợi. Chết ngay, sống làm sao được. Nói về cấm chọn ván 2. GAM cấm Thresh, cấm cả bò Alistar luôn. Team mình lại còn tự hủy cấm Gragas. Gragas có thể bảo kê Aphelios bằng bộ kỹ năng phản canh. Mà như anh em đã biết, Tristana là con khắc chế Leona. Ai à? Phóng viên nằm bùng à? Em chào mấy chị phóng viên nhá. Chết thật. Leona ở lượt pick cuối này. Thế nên em phải giữ mình hơn một tí thôi. No Way cho biết thêm. Lời nói chính ra lời nói mình cũng bởi cũng ấy phết nhỉ. Gì, đánh gì hồng, phần hồng, lớn hồng. Do người chơi. Các tuyển thủ SPTC quá tự tin. Giữ miệng vậy. Bỏ qua lời nhắc nhở từ phía ban huấn luyện. Team muốn địa đánh con Syndra. Giữ mồm giữ miệng vậy. Nó không muốn đánh con Syndra. Nó cũng nói rất là nhiều. Anh em có nhớ mấy lần mà hỏi không? Mấy lần mà nó phỏng vấn nó kêu là nó không muốn đánh giữ mồm giữ miệng tí vậy. Giữ mồm giữ miệng tí. Nó không muốn đánh con Syndra. Chết thật. Team đã pick cho con Syndra, cái phây này là sai lầm. Sai lầm cực kỳ. Đánh ấy phải là pick con bò. Đây tôi bảo đấy, một là phải pick con bò. Cái này là do người chơi lựa chọn thôi, cái này là do team lựa chọn thôi. Các ông hiểu không? Anh Quyền có chắc chắn là anh Quyền có nói về vấn đề này, nhưng mà cái này là đa số là team lựa chọn nhiều hơn, bởi vì đây là những cái con tướng tủ mà chúng ta muốn chơi. Thì đúng mà. Thực sự là do ao trình. Con 100% là ao trình. No Way khẳng định. Anh chỉ ra những tình huống Gam xử lý hay. Ao trình. Như Kiaya giữ tốc biến ở tình huống nằm lại trên công đầu. Hay Levi, Bie phối hợp côn team đẩy mạnh lợi thế nửa dưới. Trong khi đấy, SPTC không tận dụng tối ưu lợi thế nửa trên. Thì mình rời rạc quá. Thực hiện quá nhiều rời rạc quá rồi. Để rồi phải nằm lại đáng tiếc. Người khổ sở, bất lực nhất trận này là Celebrity. Xạ thủ của SPTC đã out game khi nhà chính vừa nổ, cho thấy những vấn đề bất ổn trong tâm lý. No Way cho biết, nhiều khả năng Celeb... Này, cái pha này thua này, cái pha này thua luôn này. Điều cấm của Riot. Cái pha này thua luôn này. Theo No Way, điểm yếu lớn nhất của SPTC lúc này là thiếu sự bao bọc và tin tưởng lẫn nhau. Dạ đúng rồi, mấy anh chị phóng viên ạ. Quán 2 thua đường nhưng vẫn cố ở lại trụ, khiến Zeros đang có lợi ở nửa trên, buộc phải dịch chuyển xuống cứu đồng đội vào phút thứ 8. Nếu cặp bot chấp nhận bỏ đường giữ mạng, Renekton của Zeros đã làm được nhiều điều hơn thay vì chết lẻ ở giữa trận. Và rồi giữa bối cảnh cộng đồng đang hướng khá nhiều sự chỉ trích về phía một vài thành viên SPTC, Tinicool đã mở lời giúp đỡ Violet cũng như một số học trò cũ của mình. Cụ thể, theo chia sẻ của thầy ba, hôm đánh với Gam xong ấy, anh Nị kêu là ừ thì team bây giờ có cần cái gì không để anh qua phụ giúp. Anh mới đặt hơn 1000 cái pát chuột, 500 cái áo, rồi lại 1000 cái nón nữa. Gần nửa tỷ của anh mà giờ tụi em đánh vậy. Chắc tụi em thì không sao, nhưng anh mới là người có sao đây này. Bán thì chắc cũng bán được thôi, nhưng mà... Thì bữa nay là anh Nị qua, anh Nị phụ anh Quyền, coi giúp được cái gì thì giúp. Đó là ý nguyện của anh Nị. Và anh Quyền cũng đồng ý điều đấy. Vậy là hai người làm việc chung với nhau. Đây là lần đầu tiên hai người làm việc chung với nhau. Ngay sau khi thầy ba thông báo mà anh tốt mà mới sẽ giúp đỡ cho SPTC, thì fan hâm mộ của đội tuyển này cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Bởi Tinicool không những là một huấn luyện viên tài năng mà còn là người thầy nghiêm. Anh làm bao nhiêu việc luôn ấy, thỏa bao nhiêu việc luôn đấy không? Bán đồ này, rồi bán đồ xong rồi kinh doanh này, đủ cái thể loại luôn, quy scan rồi các kiểu luôn, quần áo, phụ kiện, chuyên lo liệu các vấn đề hậu trường, nội bộ, có khi còn kiêm luôn cả nhiệm vụ tìm tài trợ cho SPTC. Cái gì cũng làm. Thậm chí huấn luyện viên này chăm chỉ thực sự luôn. Xong giờ SPTC rất đỗi hài lòng. Xong giờ anh ấy qua anh huấn luyện cho team cả ngày.
từ sáng đến tối 12 giờ mới về, qua từ trưa, qua từ trưa 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm anh ấy mới về. Kinh khủng thật, quá giỏi, thật kinh khủng. Thật khó tìm được cái tên nào khác. Giỏi thực sự luôn. Ngoài ra Violet cũng đã từng có thời gian làm việc với Nị từ thời đội tuyển Huyền. Anh Quyền thì anh hiền quá. Anh Quyền anh hiền là anh không nói. Ở tuần thi đấu cuối cùng. Anh hiền quá. Tóm lại, để có một đội hình toàn sao, thầy Ba và Ba Tú đã tốn rất nhiều tâm huyết. Chưa kể đến sự việc của Còn chưa anh ấy nói anh ấy đá luôn mấy thằng kia luôn. Anh nói thẳng mặt luôn. Anh Quyền thì anh ấy ngại nói mấy cái đấy. Anh ngại nói mấy cái đấy. Khó lòng có thể duy trì đội hình hiện tại khi không có nhà tài trợ. Đó là còn chưa kể, SPTC hiện tại không có quyền tự quyết. Họ đã thi đấu nhiều hơn. Anh đi đỉnh mà. Trong khi ở 3 trận đấu còn lại, đội quân thầy Ba còn phải đối đầu trực tiếp với đối thủ cạnh tranh trong top 4 là Sài Gòn Buffalo và Sebius. Vấn đề lớn nhất của SPTC chính là sự gắn kết giữa các ngôi sao. Đúng như Noway đã chia sẻ, nếu các thành viên đúng rồi, đúng như em đã chia sẻ chị ạ. Vì mục tiêu của toàn đội thì thành tích rất khó được cải thiện. Giờ đây, hy vọng sự kết hợp giữa thầy Quyền và thầy Nị sẽ mang lại những tín hiệu tích cực trong những trận đấu còn lại của SPTC ở giai đoạn vòng bảng. Nói chung là đúng rồi, bây giờ team nó chỉ cần có cái sự gắn kết thôi không? Vừa rồi là toàn bộ nội dung về những vấn đề liên quan. Không có gắn kết thì không thể nào mà chơi được. Không có gắn kết không thể nào mà chơi được. Vì đã là tập thể rồi. Mỗi một thành viên nó giống như một cái mắt xích trong một cái gọi là, không biết khi mà công đạp xe không? Nó có cái mắt xích để ở cái dưới xe ấy. Nó giống như một cái mắt xích vậy. Nó không thể nào mà thiếu được. Mà bây giờ mà chỉ cần hỉnh ra cái mắt xích cái là coi như là cái xe các ông không đi được rồi. Làm sao vận hành chân chu được. Thì nói chung là con người cũng vậy thôi, chả khác gì cả. Sống trong một tập thể thì cũng giống như cái mắt xích của cái bánh xe thôi. Nó phải có cái sự liên kết, nó phải có sự gắn kết. Nhưng mà sau cái ngày hôm qua trên thì thực sự là team đã có tiến bộ rồi. Cái này là đã có tiến bộ thôi nha. Còn tôi cũng chưa có thể khẳng định được là sẽ thắng trong tuần này. Đó, nhưng mà phải có niềm tin. Đấy, quan trọng các bạn là phải có niềm tin. Niềm tin của các bạn là cực kỳ lớn, cực kỳ gọi là cần ở cái lúc này. Đó, chứ không phải là chửi. Chửi bây giờ nói chung là cứ để đánh xong đi rồi tính tiếp. Bây giờ là các ông phải có niềm tin. Các ông cổ vũ được cho mấy thằng em thì chúng nó mới tiến bộ được. Nên là các ông lên các ông chửi nó, ngày nào nó cũng lên nó xem Facebook cho ngày nào nó cũng đọc được mấy cái tin chửi ấy. Tất nhiên nó không thể nào mà nó cố gắng được rồi. Tuổi trẻ mà, 2K1, 2K2. Nhưng cái đấy nó chưa nghĩ được, nó còn trẻ lắm. Thế là anh em thông cảm. Nhưng như vậy anh Quyền có buồn không á? Anh Quyền buồn chứ. Buồn thì buồn thật sự. Nhưng mà nói chung là cái team nào các ông thấy nó cũng phải có vài huấn luyện viên. Còn đây Việt Nam mình là mỗi một team là một huấn luyện viên. Thì tôi hỏi các ông là nó quá khó cho anh Quyền. Thực sự nó quá khó. Team đáng nhẽ ra là một là phải có huấn luyện viên về thể lực. Các ông hiểu không? Team ấy, một cái team chuyên nghiệp là phải có huấn luyện viên thể lực. Đó, một cái gọi là huấn luyện viên về tâm lý, thể lực, rồi về cái chuyên môn. Đấy, nói chung là sơ sơ thôi nha. Tôi đang nói sơ sơ thôi là đáng ít ra là nhé, phải có 3 huấn luyện viên rồi. Nhưng đây là một mình anh Quyền anh ấy làm của cả 3 luôn. Nói chung là hầu như đó là anh làm cả 3 luôn. Thì tôi hỏi các ông làm kiểu gì? Không thể làm được không ạ, khó lắm. Bây giờ team mình ví dụ như Ban Bích đi, tôi hỏi các ông ví dụ như Ban Bích đi. Đó, Ban Bích, bây giờ anh Quyền anh đang vừa phải lo Ban Bích để đấu với cả những cái thằng kia. Sao anh Quyền lại còn vừa phải lo là đấu, vừa phải lo là team bây giờ thằng này nó còn ghét thằng này hay là ví dụ kiểu đấy. Tức là nó sẽ có cái xích mích trong team, nó sẽ có cãi nhau. Sao anh Quyền lại còn vừa phải là đứng ra để thằng là cái thằng để giải quyết cái đánh nhau đấy. Sao lại còn vừa phải Ban Bích nữa, thì tôi hỏi các ông là đầu đâu để làm. Khó. Chứ tôi thật, tôi vào giờ hôm qua tôi xem mấy trận này. Làm những thằng nào dám lệnh đâu. Giờ này ngoan rồi, có anh Nị Phát là chúng nó ngoan rồi. Cho nên là anh em yên tâm. Anh em yên tâm là 3 trận tiếp theo nó sẽ rất là gay cấn. Nó sẽ khác hẳn, một mặt hoàn toàn khác của SE. Đấy, còn khác như nào thì các ông cứ chờ xem. Chứ bây giờ nói trước bước nó cũng không qua được không ạ.